Cái cú sức đà nó đơn giản lắm, bạn chỉ cần sao các bạn bỏ một cái, lấy một cái hành động, sau đó bạn gì, lấy cái hành động đó, lấy cái động từ của cái hành động đó là sao, bỏ chữ tà đi, ok không? Bỏ chữ tà đi thì chúng ta sẽ cộng nó với chữ gì các bạn? Cô ship tà dạ. Và nhớ là cái cô ship tà đó bạn phải làm sao, chia nó ra cái đuôi, hoặc là xin nhì tà, hoặc là ship thì là y là phải cộng với o vô, vậy là shiboyo cô shiboyo, hoặc là cô ship xin nhì tà. Như vậy bây giờ mình nè, hành động uống nước thì trước tiên mình phải có cái động từ gì các bạn? Uống. Động từ uống là gì? Masita thì bỏ tà đi đúng không? Như vậy là gì? Masiko shiboyo. Và nước là gì? Mul. Bạn nào nhớ thì là gì? Mul masiko shiboyo. Còn không bạn cứ nói là mul masiko shiboyo, người ta cũng hiểu. Ok ha. Tôi muốn học nó là sao? Tôi muốn học. Học là chữ gì? Kumbu hada. Và từ nữa là peuda. Có nhiều cái tranh cãi với hai cái động từ học này lắm. Tranh cãi là peuda khi nào được dùng và từ kumbu hada thì khi nào được dùng. Và cũng có rất là nhiều trường phái giải thích. Giải thích là cái chữ vậy. Có người giải thích là peuda là học một cái môn cụ thể nào đấy, học một cái chủ đề cụ thể nào đấy, học một cái gì cụ thể nào đấy. Rồi thầy chỉ các bạn là cái cách mình sử dụng như nè. Kumbu hata là mình dùng khi mà mình ngồi mình học. Ví dụ như tôi nói, tôi ngồi học ở thư viện. Chỗ sao quan này sao không bu hiểu. Hiểu không? Mình nói tôi sao qua nhà so cũng bu hiểu. Hoặc là tôi ngồi học ở nhà, chi bè so không bu hiểu. Tôi học ở trung tâm, Hakuen là học viện đúng không? Hakuen nhà so, Hakuen nhà so. Tại vì đã học hai lần đúng không? Vậy các bạn, Hakuen nhà so. Vậy các bạn, không mua hẹo. Như vậy, không mua hai tạc là chúng ta dùng khi mà chúng ta ngồi ở đâu đấy chúng ta học. Còn theo tạc là chúng ta học cụ thể việc Hanku kore theo rồi không? Nhưng đôi lúc bạn lại thấy Hanku kore không mua hẹo. Nhưng lúc đó bạn phải hiểu rằng chi bè so Hanku kore còn mua hẹo, ha quên nè so còn mua rế hẹo. Hoặc là vậy các bạn, tôi sao qua nhà xó không mua rế hẹo, có nghĩa là tôi học tiếng Hàn ở nhà, tôi học tiếng Hàn ở trung tâm, tôi học tiếng Hàn ở thư viện. Hiểu tôi nói gì không? Như vậy giữa cái không mua ha tà với cái từ theo tà nó khác nhau tí xíu vậy đó, được chưa? Như vậy giờ nó muốn học thì muốn dùng gì đó là dùng gì. Tôi muốn học để không mua ha cố si phổi. Hiểu chưa các bạn? Không mua ha cô ship phải không? Thì trong đầu tôi nghe tôi sẽ hiểu là các bạn này muốn học nhưng mà muốn ngồi chỗ nào đó học. Hiểu không? Học ở thư viện hay là học ở trường hay là học ở gì đó đúng không? Còn bạn nói theo cô ship phải không? Là tôi sẽ hiểu là bạn muốn học một cái cụ thể nào đấy. Ví dụ Han cô gọi rê theo cô ship phải không? Được chưa các bạn? Được chưa? Rồi, vẫn không quên bài học ngày hôm nay của chúng ta là cô ship tà là gì? Muốn. Bây giờ mình nói với ông chủ của mình, tôi muốn đóng gói cà chua, nó làm sao? Đóng gói. Như là có rất là nhiều công việc, ngày hôm đó có rất là nhiều công việc, trong đó có việc là đóng gói cà chua, có việc là lựa cà chua, rồi có việc là gì các bạn? Lặt lá cà chua. Thì bây giờ bữa nay bạn nói tôi muốn đóng gói cà chua thì bạn sẽ nói làm sao? Tomato Pô trang hà cô chi phở yêu. Đọc nào, pô trang hà tà là đọc gói. Pô trang hà tà. Pô trang hà tà. Pô trang hà tà.
포장하고 싶어요. Rồi, đóng gói cái gì? Đóng gói cà chua thì phải hất cái cà chua về phía trước. Tomato, đọc. Tomato rin. Tại sao có in rin là thầy có làm một cái video cho các bạn coi rồi đó. Thầy nhờ mở cái video đó coi lại. Hôm trước mình cũng có giảng rồi, nhưng mà thầy muốn các bạn coi lại cho các bạn nhớ nhé. In rin là khi các bạn tác động một cái động từ nào đó lên một cái đối tượng khác, nghĩa là mình thực hiện cái hành động đó lên một cái đối tượng nào đó, thì cái đối tượng đó là nó bổ nghĩa cho cái động từ mình làm, thì mình để in rin. Ví dụ nè, tôi yêu các bạn, thì có phải là tôi tác động cái hành động yêu thương lên các bạn không? Hiểu không? Son sang nghiêm là tôi đúng không? Son sang nghiêm hát sen từ đơn yêu các bạn sao đâu hiểu. Có phải là tôi tác động hành động yêu thương lên các bạn không? Hiểu không? Thì cái hát sen tư đó là đối tượng bổ nghĩa cho động từ saran heo của tôi. Hiểu tôi nói gì không các bạn? Ví dụ như chúng ta đóng gói cà chua thì chúng ta đang thực hiện cái hành động gì? Phô trang ha tạc. Ok không? Chúng ta đang đâu thực hiện cái hành động là phô trang ha tạc. Và cái đối tượng phô trang ha tạc của mình là cái gì? Là cà chua. Như vậy, tomato không có bát chim, rừng. Tomato rừng, phô trang ha tạc. Và ngày hôm nay mình học mốt thì phải là tomato rừng, phô trang ha cô xì vòi ô. Hiểu nói gì không? Hiểu nói gì không? Có cần ghi ra không? Không. Rồi, tiếp theo chúng ta nói tôi muốn lặt lá cà chua. Hôm trước thầy qua thì thăm các bạn, có một anh ở Cao Lãnh, hình như hai anh ở Tâm Nông thì phải, với một anh ở Lê Buôn mà quên rồi, mẹ ổng sống ở đâu quên nè. Nhưng mà đại khái là làm cái công việc là hạ cái dây cà chua xuống, hiểu không? Dây cà chua nó cao quá nè, nó dài quá thì sao cái xe nâng nó không tới, xe nâng nó không tới thì sao các anh chị, hoặc là nó cao quá thì nó sẽ nguy hiểm. Cho nên là ở bên hàng người ta trồng dây cà chua, người ta mới giật cái dây đó cho nó nằm xuống vậy, hiểu không? Còn là có cái kẹp, có cái chip ke kẹp nó lại, kẹp nó lại xong cái làm gì? Cắt bớt những cái lá mà nó to đùng như nè, cắt bớt để chi? Lòi cái trái ra. Thứ nhất là cái trái đó nó lấy được ánh sáng, nó sẽ có cái màu đẹp hơn, nó chín, nó có cái màu sắc tươi ngon hơn. Và gì? Mình khi hái thì sao? Nó có một cái chiếc xe đẩy vậy nè, cái mình chỉ ngồi lên chiếc xe đẩy, nó có cái thùng cho xe đẩy vậy, cái lấy cái chân quậy một cái, cái xe nó chạy tới như vậy, cái mình lấy cái kéo mình cắt cái trái ra chung cái cục vừa là xong. Mốt đăng cái clip đó lên cho coi, có quay lại để cho thấy công việc rất là nhẹ nhàng, không có gì hết trơn. Nghĩa là dây nó dài quá thì sao đó chị? Người ta giật nó xuống, hiểu không? Và bữa đó chủ dặn mình, ô, hôm nay mày chỉ tu trang cho tao trả đi tà cắt mấy ta cắt mấy lá. Tu trang, trang là lá, là tờ, là tấm. Tu là hai đúng không? Tu trang mình chưa học đến cái đó, tại vì cái số đếm được là thầy chưa dạy đúng không? Thầy mới dạy các bạn là cái gì, cái số ước lượng thôi đúng không? Cái số ước tính thôi đúng không? Thì sáng mình học số ước tính là nói về tiền. Thì ở đây mình đếm được cái lá cà chua là một lá hai lá đúng không? Một lá hai lá thì mình phải dùng là tu là hai, bên kia là gì? Thì bên đây là tu. Tu giá cha lai ô, cha lai ô là cha đứa đà, cha đứa đà là cắt, cắt hai lá thôi. Thì ông chủ nói hôm nay bị xê trang, người ta xê là mấy? Xê trang là ba, xê trang gì các bạn? Cha rư xê ô, cha rư xê ô là hải cắt, xê ô là hải đúng không? Hải cắt ba lá, nhiệm vụ dễ, hiểu chưa? Hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ mình là gì? Mình hái cái lá cà chua thì mình dùng động từ là ta tạc, ta tạc. Hoặc là mình dùng cắt cái lá cà chua thì mình dùng là xà rư tà. Như vậy mình nói sao? Thô ma thô ít. Ai quên cái cách là làm sao để nói hai danh từ lại, thì hôm qua thầy đã có đăng một cái video là quy tắc lập một cái danh từ ghép bằng cách hất cái đích của nó. Hất cái đích là gì? Đem cái từ quan trọng về cái đích
là về cái cuối cùng nữa mình để về lá cà chua. Lá cà chua thì cái chữ lá cà chua cái chữ gì quan trọng? Ông cái ông Tâm Nông, lá cà chua chữ gì quan trọng? Về quê đi. Lá cà chua mà chữ cà chua quan trọng hả? Cái lá cà chua thì lúc này là tôi kêu ông cắt cái lá cà chua, hay tôi kêu ông cắt cái cây dây cà chua, hay tôi kêu ông cắt cà chua, cắt cái gì? Thì cái lá quan trọng, lá cà chua. Lá cà chua hình như vậy mà không chửi các anh chị, các anh chị không chịu hiểu, dạy phải chửi mới hiểu. Lá cà chua, lá cà chua thì bây giờ tiếng Việt của mình là lá đứng trước đúng không, cà chua là đứng sau đúng không, tiếng Việt mình nói là lá cà chua. Nhưng anh chị suy nghĩ đi rồi, suy nghĩ đi rồi, cái từ đó lá cà chua thì bao gồm từ lá với cà chua đáp lại, cái từ nào quan trọng? Lá cà chua thì lúc này mình đang muốn nói về cái lá của cây cà chua, lá của cái cây cà chua, ok không? Thì giờ quy tắc hấp cái đích này về coi cái video đó lại giùm tôi cái nha, nhớ bấm like và subscribe. Đem cái lá nó thảy về đâu? Đem cái lá nó thảy về đâu? Thảy về cái đích. Thằng nào nói cái đầu hả? Thảy cái lá về phía sau đúng không? Thì mình mới nói là gì? Tomato ít. Hiểu chưa? Và đấy động từ hái là gì? Ta bảo. Tomato ít. Ta bảo. Tại vì sao có ít? Chúng ta đang thực hiện một cái hành động là cắt, là hái, là lặt, là tỉa. Mình dùng từ gì trong cái tình huống đó cũng hiểu được hết. Mà dù cái gốc của nó là gì bạn, lặt cái đó, nhưng nó đang trong một cái nghĩa là gì? Lặt, hái, tỉa đều là đúng hết. Như tôi giải thích đó, dây cà chua nó đang có những cái lá rất là dài và to, nó che những cái trái lại. Thì bây giờ mình tỉa nó ra, mình lặt nó ra. Thì bạn có thể là dùng tomato ipil ta cô shippo, tôi muốn tỉa cái lá cà chua. Ví dụ như sáng nay ship mình vô nói ủa như đi, ủa như đi gì các bạn, tomato ipil ta cô shippo, hôm nay tôi muốn tỉa cái lá cà chua. Bạn nói miệt chán, miệt chán mấy lá bây giờ không lấy tu chán, nghĩa là gì? Cắt cho tao hai lá, nhớ hai lá thôi, thằng nào cắt ba lá thì đi mua keo 502 về dán lại cho ông lá còn lại, bút chì tao cho ông lại, hiểu không? Bút chì tao cho ông lại. Mình nghe không được hai lá thì mình sao các anh chị nghe không rõ thì mình phải giơ tay lên, hiểu không? Gì biết không? Đưa cái mặt mình giống như ngơ ngác, gì biết không? Ông nói là sao? Ok rồi, lúc đó hay lặt hai lá phải không? Và nếu ông nói là gì, tao kêu mày lặt hai lá, bạn mới nói sai trang nghiêm cho nên xe trang, xe trang tao cô xì bòi ô, tôi muốn lặt ba lá được không? Mình tại vì mình ứng dụng cấu trúc muốn, hiểu không? Mình làm muốn chứ thực ra đừng nói vậy nha, chứ là tao muốn lặt ba lá được không? Chỗ mày ảnh đeo, ảnh đeo là không có được, ghi vô ảnh đeo. Đặt ba lá là chơi về luôn đó. Anh đeo là gì các bạn? Không đó, không được. Đọc anh đeo. Anh đeo. Nhưng mà ổng là chủ của mình thì ổng nói anh tê. Anh tê là gì các bạn? Không có được. Anh tê. Không được. Biểu đặt hai lá là hai lá thôi. Bởi vì sao? Thế ra thờ nín. Thế ra thờ nín thì được hết. Thế ra thờ nín tu chan mang. Tu chan mang. Tu chan mang nghĩa là chỉ hai lá thôi. Ta cô si coi ô. Dĩ nhiên đây là cái cấu trúc ngữ pháp mà gọi là sơ cấp, cho nên thầy nói nó rất là ngô nghê theo một cái kiểu sơ cấp. Chứ nếu các bạn học trung cấp lên thì cái tình huống đó nó sẽ được cộng với những cái ngữ pháp diễn tả hay hơn. Hiểu không các bạn? Ví dụ như ta nói là tôi muốn, nhưng mà tao chỉ muốn cắt hai lá thôi, thì trong cái cấu trúc mà bạn học cao cấp lên hoặc là lớp trung cấp lên á, thì cái câu đó nó sẽ được gắn với một cái điểm ngữ pháp nữa hay hơn. Nhưng với các bạn chỉ cần nói tu trắng, tu trắng, tu trắng hai lá, hiểu không? Tu trắng vậy bạn, ta cô si bồ ô là ta hiểu rồi. Tôi muốn gì các bạn, cắt hai lá thôi. Bây giờ làm mệt quá rồi bạn muốn nghỉ ngơi và bạn nói tôi muốn uống rượu, nói sao? Tôi muốn uống rượu, nói xong không cho về Việt Nam luôn.
Tôi muốn uống rượu nên sao? Cái này mình nên nói với nhau thôi nha, chứ đừng nói với chủ nha. Hả? Sao? Hả? Nhưng mà rủi bắt đầu rơi vào tình huống uống rượu thì mình cũng biết uống rượu đi mà mình nói chứ. Rượu là gì? Sul, 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 đọc sul. Sul. Thay vì động từ masita là uống thì người Hàn có thể dùng từ sul mọc tà. Lạ không? Mọc tà là gì? Ăn. Thầy nghĩ thật ra là giống như người ta hiểu là rượu được làm từ gạo, mà gạo thì mình phải ăn. Cho nên trong cái ngôn từ nó có hình thành một cái kiểu như vậy luôn, có nghĩa là sul mọc tà. Sul mọc tà cũng được, nhưng mà bạn dùng là sul mọc tà thì nó đúng với cái kiểu người Hàn thường người ta nói hơn. Như vậy là gì? Tôi muốn uống rượu thì là tôi muốn ăn rượu. Nói sao? Trợ từ vô. Trợ từ đâu? Sul. Sure. Sure. Tại vì mình đang hành động gì? Uống rượu vào người mà. Thì phải là sure. Một. Cú. Sipoyo. Chúng ta đọc sure. Sure. Một cô sipoyo. Sure. Một cô sipoyo. Cả ngày hôm nay đi học thì chỉ cần các bạn hiểu được công thức cô xíp đà là được rồi. Muốn. Tại vì này nó diễn tả cái tâm tư nguyện vọng của mình, cái kế hoạch của mình, hiểu không? Cái điều mình ấp ủ, cái điều mà mình muốn thực hiện. Thì đây là những cái nguyện vọng mà mình dùng cái mẫu câu này nè, dùng để cho mình thể hiện những cái mong muốn của mình, mình nói ra với chủ. Ví dụ như bây giờ hết gạo rồi và tôi muốn đi mua gạo, thì bạn chỉ cần nói là tôi muốn mua gạo là chủ sẽ hiểu. Sai là gạo, hiểu không? Sai là gạo cong lưỡi lên, đầu lưỡi chạm hàm trên. Sai là gạo. Như vậy là gì bạn? Sa rê. Mình đang thực hiện một cái hành động đúng không? Tác động lên gạo đúng không? Gạo là đối tượng bổ nghĩa cho động từ mua đúng không? Như vậy chúng ta sẽ làm sao? Sa rê. Sa hú shiboyo. Như vậy cô shiboyo là diễn tả cái mong muốn của mình, được chưa? Cái mà kế hoạch của mình muốn làm. Và dĩ nhiên nó phải ở trong tương lai hay nó trong quá khứ lớp trưởng? Cái mình muốn làm là trong tương lai hay trong quá khứ? Tương lai đúng rồi. Và nếu mình nghe ông chủ nói he có nghĩa ở làm đi. Ví dụ như chủ nói mày tôi muốn mua gạo, he làm đi, gọi là tôi muốn đóng gói cà chua tomato đến của trang học cô sĩ phải không? He, chủ biểu là he có nghĩa là gì? Ha tà đó hả? Và người ta ra lệnh thì người ta chỉ cần chia cái đuôi câu như vậy, và người ta bỏ đi cái a vô o vô, người ta chỉ cần he làm đi, hiểu không? He có nghĩa là mày làm đi. Hoặc là ông chủ nói ơ tiêu được đó, tuyệt tà là được, hiểu không? Tiêu. Còn nếu ông nói không được thì phải sao? Anh tiêu. Ví dụ như ông Phước nói tôi muốn hút thuốc. Nói chung là những cái sai trái gì là tôi đưa vô cho ông, ví dụ cho ông là được. Bây giờ tôi muốn hút thuốc thì cái chữ hút thuốc này gì các bạn? Thăm bè đế thi u đập, đốt cái điếu thuốc là hút thuốc, hiểu không? Đốt cái điếu thuốc là hút thuốc. Thăm bè đế thi u đập. Như vậy ông nói với chủ ông là How sư ẻ so thăm bè đứt thi ư cố xì bò yô. Tôi muốn hút thuốc trong nhà kín. How sư ẻ so. Hành động diễn ra tại địa điểm là dùng chữ e vậy? Ẻ so. How sư ẻ so thăm bè đứt thi ư cố xì bò yô. Tôi muốn hút thuốc ở trong nhà kín. Đều hay anh đều? Đều hay anh đều? Anh đều. Iyunin, lý do. Khi bạn hút thuốc trong nhà kính, chuyện đầu tiên sẽ xảy ra, nếu không có cháy thì trái cà chua và trái ớt chuông sẽ bị giảm chất lượng hết. Nhớ nha, tuyệt đối không được phép hút thuốc trong nhà kính. Nhớ nha. Người ta trồng theo một cái quy trình gọi là quy trình gì các bạn? Công nghệ cao và khép kín. Và cái hơi thuốc lá của các anh chị mà hút ấy, nó ám vào cái dây cà chua nó sẽ hít cái đấy, hiểu không? Nó sẽ cho ra một cái quả mà nó bị nhiễm cái thuốc lá.
nghe nó mắc cười phải không? À, nhưng mà mới đợt này thì vừa qua thì thăm bốn cái anh mà nãy thầy kể là khách đó, thì ông chủ dặn thầy dịch lại với người ta như vậy: tuyệt đối không được phép hút thuốc trong nung chăng, trong hao sư, bởi vì cái tâm mê giận chi, có nghĩa là cái khối thuốc nó sẽ bị làm giảm cho cái trái cà chua nó không còn chất lượng như ban đầu, hiểu không? Cái năm 2016 thầy được đi học và người ta đưa thầy ra một cái viện bảo tàng ở ngoài đảo Jeju. Trong cái viện bảo tàng ngoài đảo Jeju đó, nó là bảo tàng về cây cỏ. Thì bạn đi vào trong đó, họ cho thầy thử đụng chạm đến những cái cây. Mới đầu họ không nói lý do gì đâu, mà họ kêu mày phải, mày tự mày đụng chạm vào những cái cây xem coi như thế nào. Và tôi hỏi: ủa tại sao lại như vậy? Nó nói mày cứ chạm đi, và mày chạm bằng cái cảm xúc của mày, vui buồn hoặc là mơn trớn hoặc là nhẹ nhàng. Thì tôi thử, tôi làm theo cái lời người ta nói như vậy. Thì sau khi người ta làm như vậy thì người ta cho tôi coi xem lại một cái đoạn phim mà tôi đã đụng chạm với những cái cây đó. Tại vì họ quay hình lúc nào mình đâu có hay đâu. Ở Hàn Quốc các anh chị đừng nghĩ là ô thấy cái điện thoại ở đây đi, nhìn lại, ô không có ai chụp bỏ vô được, chết liền nha. Camera sao các bạn, nó luôn luôn theo dõi chúng ta, hiểu không? Thế là họ cho tôi coi cái video lại, tôi mới hiểu tại sao họ bắt tôi coi như vậy. Thí dụ như cái cây nào đó tôi sờ nó nhẹ nhàng thì cái cây nó báo về cái bộ máy trung tâm có một người đang yêu thương tôi, hiểu không? Nhưng anh chị cái có một người nào đó đang đối xử tàn bạo với tôi, cái cây nó báo về như vậy. Vậy gì? Những cái cây nào mà được cư xử như vậy, cuối cùng nó cho ra một cái chất lượng trái, bởi vì nó bị stress. Cái cây nó bị stress, nó cho ra, mình không chỉ có con người mình căng thẳng đâu các anh chị, cây cỏ nó cũng căng thẳng nữa đó, đúng không? Hỏi mà trả lời hoài không được cũng bị căng thẳng dữ lắm, chứ mà đơn giản này giảng hoài mà không hiểu cũng căng thẳng lắm chứ. Thì nó sẽ cho ra một cái trái sao các bạn, chất lượng nó bị gì? Xấu. Thì chính cái những tác động như vậy mà cái nông nghiệp Hàn Quốc người ta bắt đầu người ta trồng được những cái lợi quả rất là chất lượng. Ví dụ như ở Việt Nam mình, tại sao nông dân phải cho heo nghe nhạc? Hồi đó mình nói đàn thải tai trâu, đàn cho con trâu nó nghe, nó đâu có hiểu đâu, nhưng mà bây giờ phải cho nó nghe thịt nó mới ngon, hiểu không? Và người ta trồng bây giờ ở Đà Lạt mình trồng cà chua bằng sữa để nó cho ra cái vị sô cô la, vị sữa đó này kia. Cho nên hơi thuốc, cái tam be của các anh chị đưa vào là nó bị gì? Làm cho cái trái cà chua nó bị giảm chất lượng. Tuyệt đối nha, đây là giáo dục định hướng luôn đó. Tuyệt đối. Cái thứ hai, trái thì chuẩn bị vài chục tỷ tiền hàng mà thường. Cái nông trại của người ta bổ ít tiền lắm hả? Hiểu không? Hiểu không? Mỗi cái nông trại Hàn Quốc là nó có một cái tòa nhà trung tâm, nơi đó là điều chỉnh lượng nóng lạnh ấm. Rồi cái cây mà nó nóng quá nó báo về cái trung tâm là tao đang bị nóng. Cái cây nó báo về cái trung tâm là tao đang bị nóng, làm cho tao mát đi. Mà nó cháy hết cái hệ thống đó là mình hiểu, mà mình trả bao nhiêu tiền cho cái máy đó rồi. Rồi các anh chị đâu có phải là ở huyện Chợ Rơn, anh chị làm, anh chị đâu có phải đi thuốc gì đâu. Tại vì là cái hệ thống thuốc hay hệ thống gì đó là nó có một cái bồn trung tâm, nó tự vận chuyển về từng cây một, hiểu không anh chị? Cho nên một là nếu các bạn hút thuốc tâm đê rin thiêu tà trong hao sư thì chất lượng của tomato hoặc là paprika sẽ giảm xuống, không được phép hút. Ante o nghĩa là gì bạn? Tuyệt đối không được luôn, chọn đê. Thì chứ bạn là hoàn toàn không được. Rồi cái thứ hai, nếu không thì nó sẽ hoa cao na tà. Hoa cao na tà là phủ đi na tà, vậy các bạn, cháy. À, như vậy bạn nói, à, sa trang nim trẻ ta hao sư ẻ xó ta mê rin phi u cô xí bòi ô. Anh đều. Ông chủ sẽ nói là gì? Ông sẽ không nói anh đều nhẹ nhàng như tôi, mà ông nói là anh đều. Không được. Hiểu không các bạn? Và người hàng khi họ nói anh đều thì đừng cố gắng làm. Cái gì người ta đã bảo là gì các bạn? Không được thì đừng cố gắng làm, hiểu chưa? Như ông nói là giờ kia so chi sa ha cô shippoyo, tôi muốn nấu nướng tại chỗ này. Chi sa ha ta là nấu nướng,
Ông nói andeo là không được. Và chúng ta đang dùng cái cấu trúc là koshita là để nói diễn tả cái ý muốn của mình đúng không? Mình nói asaka ni yoki eso chisa ha koshiko. Tôi muốn nấu nướng chỗ này. Ông nói sao đó bạn? Andeo, chị làm ơn đừng lén lén cố tình nấu chỗ đó là chết. Hiểu không các bạn? Nó không được là không được nha. Rồi giờ mệt quá, nói tôi muốn ngủ nữa là sao? Mệt quá tôi muốn ngủ. Ngủ là gì? Sa đà. Sa đà. Âm đặc biệt hay âm thường? Âm thường. Sa đà. Sa đà. Sa đà. Như vậy tôi muốn ngủ thì nói sao? Sa cú. Sa cú. Si phôi ô. Rồi chúng ta đọc. Sa cú si phôi ô. Sa cú si phôi ô. Sa cú si phôi ô. Lớp H... lớp H, bạn là H8 không? Lớp H9 nó mới học chỉ có khoảng tầm 30 mấy tiếng mà tôi dạy nó nói được rồi đó. Mà sáng mà hôm qua là nó nói ào ào luôn đó các bạn. Họ tập nói ok lắm đó, họ chịu tập nói lắm, các bạn cũng phải nên tập nói. Hiểu không? Mình viết là một chuyện nhưng mà phải tập nói cái câu mình viết. Được chưa? Họ nói, các bạn về coi clip thử coi, họ nói ào ào luôn đó, tôi tập họ nói. Họ nói ào, tại vì cái lớp nào mà chịu tập nói là tôi tập nói liên tục. Còn lớp nào mà không chịu tập nói cứ ghi tôi cho ghi. Phản ứng là quá trình của các bạn mà, đúng không? Rồi bây giờ bạn nói là tôi muốn gì? Tôi muốn sao làm việc vào chủ nhật. Nói sao thường chủ nhật không có làm việc đúng không? Nhưng mà bây giờ mình nói tôi muốn làm việc vào chủ nhật, mình nói với sếp vậy đó. Chủ nhật là gì? Iroin. Chúng ta đọc Iroin. Iroin. Iroire. Thời gian mình cũng để trợ từ e vào Iroire. Rồi muốn làm việc bây giờ các bạn làm được rồi, nói đi. Chị gái. In. In hoài. In là số 1. Chữ đó phải là gì? Ireo. Irada. Irada. Đọc Irada. Đã hôm qua Irada. Chữ H nó bị cầm. Irada. Irada. Irakoshiboyo. 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 Rồi bây giờ đọc Iroire. 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 Irakoshiboyo. Irago shipoyo. Tôi muốn lựa ớt chuông. Nói sao? Tôi muốn lựa ớt chuông. Tôi là gì? Chanen ớt chuông. Paprika. Đọc paprika. Paprika. Lựa. Kuruda. Kuruda hoặc không. Son biên. Đọc son biên ha đà. Son biên ha đà. Có hai chữ cô đư tà. Và là gì? Son biên. Đã mở luôn. Son biên ra tà. Son biên ra tà. Son biên ra tà. Son biên ra cô xì bòi ô. Và là cô đư cô xì bòi ô. Ở đây mình phân loại ra thì thầy nghĩ mình dùng cái từ sân do ra tà nó sẽ hay hơn, tức là cái này loại lớn loại nhỏ, màu này màu nọ, hiểu không các bạn? Thì chúng ta dùng cái từ sân do ra tà đấy, hay còn cố đi tà đấy, lựa vậy thôi ha. Sân do ra tà. Như vậy chúng ta sẽ nói sao các bạn? Chè có hoặc là chờ nên, đọc chờ nên. Chờ nên. Chờ nên. Paprika re. Paprika re. Sonbyeo라고. Ra. Sonbyeo라고. Chữ H nó bị câm. Chữ H nó bị câm cho nên đá cái chữ R qua. Sonbyeo라고. Sonbyeo라고. Đọc Sonbyeo라고. Nghỉ mới có một tuần là quên quyền ngang rồi ha.
về nhà chắc không thèm luyện tập gì hết. Hồi nãy có một cái buổi gặp mặt các anh chị đi về thì cái người ta nói rằng kỳ này nhất định em sẽ đăng ký lại để em đi học lớp, để em vô gặp nói lại. Tại các anh chị mà có khả năng mà người ta cảm thấy là chủ tuyển người ta lại đó anh chị, và người ta đã làm và người ta thấy rằng là gì, tiếng Hàn của người ta sao không có ok, mà không có ok thì giữa mình và chủ không có hiểu nhau nhiều. Tự bản thân khi người ta đã đi rồi thì người ta nhận biết được điều đấy và người ta cần phải làm. Thì các anh chị được cảnh báo trước, các anh chị nên về nhà tập đọc cho nhiều ra, tập nói cho nhiều lên. Và quy tắc nói là gì nè, đừng học thuộc lòng một cái câu. Những cái câu của thầy đưa ra chỉ là những câu ví dụ thôi, các anh chị hiểu không? Mà các anh chị phải học cái cách là ráp cái câu đó lại như thế nào, và hãy nói từ chính trái tim của mình nè. Mình suy nghĩ như sao và mình dùng cái cảm xúc của mình nói ra cái điều đó thì người ta sẽ dễ hiểu mình hơn. Còn mình học thuộc lòng thì cái tình huống đó nó đâu có giống như cái mẫu đâu mà mình học thuộc lòng, hiểu không các bạn? Giống như bữa nay mình học cái muốn nè, nó rất là đơn giản, là cái lấy cái động từ cộng với cái muốn là được, đúng không? Mình lấy cái động từ mình cộng với muốn. Bây giờ cái động từ thì cái gì tác động với cái động từ đó, cái gì tác động có nghĩa là cái gì bổ nghĩa cho cái động từ đó. Như như tôi lửa ớt chuông thì cái từ ớt chuông nó sẽ là như vậy, bạn đối tượng để cho động từ lửa nó tác động lâu, đúng không? Thì dùng in rin vậy thôi. Và chủ ngữ là tôi thì là thọ nên. Còn nếu ai đó thì để cái chữ ai đó vô xong thì để chữ in rin vô là xong. Quy tắc đó là vậy. Rồi mình cứ diễn tả mình nói thôi. Như tôi muốn uống nước, các anh chị thấy giống không? Tôi muốn uống nước thì cái động từ uống phải được cộng với động từ đà, cộng với cái hình thức gì của shita là muốn. Uống cái gì? Uống nước. À, ai uống nước, hiểu không? Rồi gì gọi là mình mở rộng cái câu ra là gì? Tôi muốn uống cà phê chẳng hạn. Cà phê là gì? Kho. Dịch từ pi. Pi là chữ phờ làm đặc biệt thì phải giật nó về cái cup, cup thi. Cup thi đó, đọc của mình cũng là cup thi đó, đúng không? Cup thi rồi Masita. Tại vì Masita là động từ gì? Uống. Thì nó tác động lên cái đối tượng là cà gì? Cà phê. Thì bạn nói là cup thi rồi Masita là uống cà phê. Bây giờ tôi muốn cà phê thì là cup thi rồi Masiko Shippoyo. Ok chưa các đồng chí thân yêu? Hiểu không? Rồi bây giờ mở rộng ra nè. Tôi muốn uống cà phê ở quán cà phê. Bây giờ thêm cái ở quán cà phê phải không? Như vậy quy hoạch lại. Quy hoạch lại một cái câu. Quy hoạch giống như ở nhà mình quy hoạch đất đai. Chỗ này trồng gì, chỗ này trồng gì, chỗ này trồng gì. Thì bây giờ tôi muốn uống cà phê. Thì bây giờ dịch tôi muốn uống cà phê trước đi đã. Rồi xong mới đem hết cái hành động mà mình muốn đó gắn vào cái nơi chốn là xong. Mà tiếng Hàn nó nói ngược lại với tiếng Việt, cho nên cái phần đó phải được đem về phía đầu, tại vì động từ nó nằm ở đằng sau rồi. Hiểu thì nói vô không các bạn? Như vậy là gì? Kapire Masigo Shippoyo. Sao? Kape so. Kape là quán cà, quán cà phê. Kape so. Hiểu không? Như vậy ai đó nói cà phê so cà phê đấy mà Mexico Shippoyo, cà phê so cà phê đấy mà Mexico Shippoyo. Còn nếu không, thường thường thầy thấy người Hàn ưa nói vậy nè, cà phê đấy mà Mexico Shippoyo, cà phê so cũng được. Có nghĩa là người ta nói cái trọng tâm trước, tôi muốn uống cà phê, sau đó nói cái địa điểm. Hiểu thầy nói gì không? Hiểu thầy nói gì không? Ví dụ nào, xa đấy Sago Shippoyo, tôi muốn mua gì mới nói. Sai là gì? Gạo. Tôi muốn mua gạo. Sago Shippoyo. Shichang này sao? Shichang là ở chợ. Như vậy thay vì mình nói là Shichang này sao? Sago Shippoyo. Thì bây giờ mình có thể ngắt ra hai ý được nè. Sago Shippoyo. Shichang này sao? Hiểu luôn, không sao cả. Hiểu không? Nhưng cái cụm mình đặt nó phải đúng. Và ở đây muốn nói là gì? Cô Sita là nó. Sao các bạn? Cô Sita là nó. Muốn, muốn nó phải cộng với cái động gì? Động từ. Mà động từ nó nằm đâu trong tiếng Hàn? Ở biết. Là nhớ vậy đi cho nó dễ.
Rồi, để giải tiếp câu coi. Tôi muốn ăn. Nữa coi, tôi muốn ăn. Ờ, cứ nhăn một cô spoil, cứ nói bình thường là một cô spoil. Rồi, tôi muốn ăn kim chi. Kim chi rươn. Nói kim chi ta cũng hiểu, nhưng mà mình nói nó hay thì phải là kim chi rươn. Tại vì kim chi là đối tượng bị động từ hành động ăn tác động vào. Kim chi rươn một cô spoil. Nhưng mà lỡ là như thầy mới vừa dạy, lỡ bị quên mình nói sao? Một cô spoil, một cô spoil. Kim chi rươn ta cũng hiểu, hiểu không? Mình nói cái trọng tâm trước là gì? Tôi muốn ăn, hiểu không? Rồi đem cái kim chi lên ra phía sau, ta cũng hiểu luôn. Một cô ship rồi ô, kim chi lên, hiểu không các bạn? Ví dụ như cô gái bắt đầu nhõng nhẽo với bồ, trở nên một cô ship rồi ô, em muốn ăn hẹp cắt thơ, em nói bụng quá, kiểu vậy, hiểu không bạn? Học ngoại ngữ đôi lúc bạn phải tự ngồi bạn diễn kịch như một đứa khùng, theo một cái tình huống, để làm chi? Để cho cái ngữ điệu của mình mỗi ngày nó hay hơn. Và trong cái tình huống tức giận thì mình sẽ nói sao? Giống như nãy các bạn thấy thầy gọi điện thoại là thầy đang tức giận, hiểu không? Đó, hiểu chưa? Một cô sức khỏe chắc cũng phải. Em đói bụng quá. Cái thằng kia, thằng bạn cao mới hỏi mô một cô sức khỏe. Mày muốn ăn cái gì? Mô là cái gì? Mô một cô sức khỏe. Cứ nhân một cô sức khỏe chắc biết cơ cũng phải. Em chỉ muốn ăn thôi vì em đói bụng quá. Thằng bầu nó lại tiếp tục. Thằng bầu nó lại tiếp tục mua một cô sức khỏe. Hơi khó chịu rồi đó. Muốn ăn gì nói mẹ ra đi. Chắc cơ cũng phải mua một cô sức khỏe. Hiểu không? Tại vì bà nhõng nhẽo mà. Hiểu không bạn? Bà nhõng nhẽo. Một cô sức khỏe. Mẹ ba, nói đi bà nội, tôi mua cho ăn, hiểu không? Mẹ ba, nhưng mà thằng này rất giỏi đó nè. Mẹ ba, nói thử coi. Kim chi lên một cô spoil. Quýnh quá đó, em muốn ăn kim chi. Hiểu không các bạn? Kim chi đấy, một cô spoil. Như vậy, các bạn có thể nói là gì? Một cô spoil, bạn nói cái ý chính xong. Rồi bạn muốn ăn cái gì đó, bạn đem nó ra phía sau. Ví dụ đó. Một cô sức khỏe ô, san cúc su. San cúc su là phở. Vậy là Việt Nam san cúc su. Muốn ăn phở Việt Nam, hiểu không các bạn? Việt Nam san cúc su đấy, một cô sức khỏe ô. Nhưng bạn muốn cho cái câu chuyện hoặc là cái lúc tình huống của mình nó sinh động, nó hấp dẫn theo tình huống, mà có thể nói một cô sức khỏe ô, Việt Nam san cúc su đấy, hiểu không? Hoặc là ông chủ tới, chạy tới thấy ông chủ chờ đợi mấy bữa nay mà tự nhiên thấy ông chủ chạy tới mừng quá. Annyeonghaseyo. Sao cô xin mời ông tự nhiên là chào xong rồi nói liền em muốn mua. Ông chủ chích chai, nó lẽ nó mua mình. Hiểu không? Sao cô xin mời ông? Chết ạ, cho đến sao cô xin mời ông? Cho sao cô xin mời ông? Gọi là na, sao cô xin mời ông? Mày muốn mua tao hả? Annyeo, xa đời. Học làm gì có, tôi muốn mua gạo cho ông nội. Hiểu không? Như vậy là bạn chỉ cần nói cái nội dung vậy, dung chính thôi. Và sau đó bạn đưa cái phần đối tượng của cái động từ là gì đó, bạn có thể thấy nó ra phía sau được. Hiểu không? Còn nếu mình nói đầy đủ, mình sắp xếp đầy đủ là bạn cứ nhớ nè. Động từ sẽ đi với cô Sita. Động từ sẽ đi với cô Sita là muốn, đúng không? Rồi sau đó muốn cái gì với cái hành động đó, rồi tác động lên cái đối tượng gì, thì để cái đối tượng trước cái hành động rồi tới cô Sita. Hiểu không các bạn? Hiểu không? Đó. Như vậy chúng ta sẽ là gì? Sa-rên sa-cô-sô-pô-yô. Sa-cha-nhiêm sa-rên sa-cô-sô-pô-yô. Nhưng trong tình huống mà thầy ví dụ thầy nói đó, bây giờ tự nhiên cái mình quên đó, mình quên thì mình sa-cha-nhiêm sa-cô-sô-pô-yô. Giám đốc ơi, em muốn mua. Hiểu không? Ông giám đốc, Na-rên sa-cô-sô-pô. Mày muốn mua tao hả? A-ni-ô sa-rên. Là lúc đó không cần nói là Sakoshipoyo thì ông chủ vẫn hiểu. Tại vì lúc đầu bạn đã nói là gì rồi? Sakoshipoyo. Tôi muốn gì các bạn? Tôi muốn mua. Hiểu không? Như vậy ý thầy mới nói là gì đó. Mình tập đặt cái từ vào trong một cái tình huống. Và mình liên tục mình tập đặt như vậy. Thì vào một cái tình huống thực tế, chúng ta sẽ càng nói chuyện hay hơn. Không theo một cái công thức,
Còn các bạn học thuộc lòng ở trong tình huống trong sách gợi ý vậy, hoặc là thầy cho đặt câu vậy, về nhà cứ học thuộc lòng, mới muốn chúng ta nói chuyện rất là cứng nhắc. Nhiều lần trong video cái chị Thủy á, chị bảo là trời thầy ở đây thì không dạy em nói câu làm giỏi quá, tự nhiên cái qua bệnh chủ dạy em nói câu làm giỏi quá, cái em nói được liền, hiểu không? Thật ra là tôi dạy bà rồi, hồi sáng tôi nói về nhà lật dở trang số mấy, bài số mấy dạy rồi, nhưng mà chị quên, chị hiểu không? Nhưng mà trong tình huống thực tế, dù bà làm xong, bà làm xong cái chủ là adesso, adesso có nghĩa là gì? Mày làm tốt lắm, hiểu không các bạn? Thì nhớ ngay luôn cái câu đó, thì thành thử ra là sao? Cái câu đó in luôn trong đầu, hiểu không? Nhưng về nhà các anh chị phải làm sao? Học từ vựng trước, mình tập đặt trước, thì trong cái tình huống thực tế nó sẽ cho mình nói những cái câu chuyện hay hơn, hiểu chưa các bạn? Hiểu chưa? Rồi như vậy ngày hôm nay bạn học được cái mẫu câu là gì? Hồ ship tà là muốn, muốn đó được cộng với cái gì? Một động từ hành, hành động. Nhưng khi mình kể về cái thằng thứ ba, con nhỏ thứ ba mà nó muốn là không được phép dùng cái này, phải dùng một cái câu gọi là cô shipo hata, ghi vô thêm cô shipo hata. Dĩ nhiên mình sẽ chia nó ra là gì các bạn? Cô shipo he gì? He vô đúng không? Cô shipo he vô. Cô shipo he vô nghĩa là gì các bạn? Hồi nãy thầy nói khi mà mình diễn tả, khi mà mình diễn tả cái gì, cái ý muốn của mình thì mình dùng là cô shipoyo đúng không? Hoặc là nếu như bạn muốn hỏi chủ ngữ, giống như nãy ông chủ hỏi bạn đó, nã đến sako shipoyo, mày muốn mua tao hả, thì người ta dùng cho chủ ngữ ngôi hai. Chủ ngữ ngôi hai có nghĩa là gì? Ví dụ tôi đang nói, tôi sẽ là chủ ngữ ngôi thứ nhất, các bạn nghe, các bạn sẽ là chủ ngữ ngôi số 2, đúng không? Ngôi số 2 mà các bạn ở đây có rất nhiều bạn, cho nên bạn sẽ là ngôi chủ ngữ ngôi số 2 mà là ở số nhiều. Còn thầy là chủ ngữ ngôi thứ nhất nhưng là số ít, tại vì chỉ có một mình thầy à, hiểu không? Còn chủ ngữ ngôi thứ 2 là gì? Là cái người nghe, mình hiểu đơn giản vậy thôi, về lý thuyết nó nói lòng vòng lắm, nhưng mà thầy chỉ muốn các bạn hiểu đơn giản. Bạn đang nghe, bạn là ngôi 2, còn tôi đang nói, tôi là ngôi 1. Vậy giờ bạn đang nói, bạn là ngôi mấy? Tôi trở thành ngôi mấy? Hiểu chưa? Không phải hai tụi mình, một cái đứa thứ ba, chuyện ba người thì thằng đó nó là thằng thứ ba. Mình kể về cái thằng thứ ba thì lúc cái thằng thứ ba muốn phải là cô si kho ha tập, hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu chưa? Ví dụ như thầy Cường khó ưa quá, thầy Cường khó ưa quá, cái xong cái là ở trong lớp này ra học xong ra có hai người ngồi uống cà phê tàn tính, chút ổng ra cửa xớp ổng cho tao. Cái thằng kia nó muốn lấy lòng thầy Cường, chạy vô nó nói cái thằng gì đó nó muốn quýnh thầy, hiểu không? Ví dụ vậy cho dễ nhớ, tại dạo này quýnh thầy giáo nhiều lắm, tệ đi ta là đó. Ví dụ nó nói tên gì, anh về lưng nó muốn đánh thầy, ông Phước ông vô ông nhiều chuyện, ông Phước ông nói xong xin nghiêm, xong xin nghiêm sao các bạn gì lưng si ga xong xin nghiêm minh tệ đi cô si kho hề ồ. Chứ còn nếu mà ông Phước ông nói là ông nói gì là bạn, ông không nói thằng lưng, ông quên thằng lưng luôn, mà ông nói là xong xin nghiêm minh tệ đi cô si kho hề ồ, là ông muốn quýnh tôi á, nói thật muốn vậy, hiểu không? Đó là tôi bây giờ tôi nói muốn vậy, nhưng mà ông nói là song sen ni minh teriko shipo heo, là tôi hiểu rằng có một thằng thứ ba nó muốn quýnh tôi mà ông đang kể lại, hiểu chưa? Hiểu chưa? Cẩn thận mà dùng, hiểu không các bạn? Như vậy cái thằng này được dùng chủ ngữ cho ngôi thứ mấy? Ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba là ai? Không phải người nói, không phải người nghe, mà chúng ta đang kể về một cái người khác trong câu chuyện của mình bằng cách là mình đang nhiều chuyện, hiểu không các bạn? Hiểu không? Hiểu chưa? Lưu ý vô. Cô si kho ha tà chỉ được dùng cho chủ ngữ ở ngôi thứ ba. Cô si kho ha tà chỉ được dùng
cho chủ ngữ gì các bạn? Ở ngôi thứ ba. Rồi, bài về Kushita nó chỉ có vậy thôi ha. Và nhớ rằng đây là một cái tình huống để mà diễn tả cái gì các bạn? Cái mong muốn của mình, cái nguyện vọng của mình. Còn chủ ngữ ngôi thứ ba là gì? Chủ ngữ ngôi thứ ba là cái chủ ngữ mà mình sao các bạn? Kể lại, mình nói lại. Cái thằng đó nó muốn, bạn đó muốn, cô ấy muốn, chị ấy muốn, bác ấy muốn, ông đó muốn, bà đó muốn ha. Rồi bây giờ mở sách ra, chúng ta làm liền cho thầy cái cấu trúc đó.